Người dân lo cho lịch sử nước nhà sau sự kiện phát hành bộ lịch sử Việt Nam mới. Mới đây, thông tin báo chí công bố sự kiện bộ sách lịch sử Việt Nam 15 tập mới được phát hành do Viện Sử học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội làm chủ biên, có một số chi tiết được xem xét là xét lại lịch sử, như đánh giá lại một số vương triều phong kiến Việt Nam qua nhìn nhận công lao của nhà Mạc và chúa Nguyễn. Tuy nhiên, chi tiết đang gây tranh cãi nhiều nhất của dân chúng là không gọi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là ngụy quân ngụy quyền như trước, cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là một thực thể ở miền Nam Việt Nam. Nó tồn tại trong gần 21 năm, mà gọi là chính quyền Sài Gòn, quân đội Sài Gòn. Lập luận đưa ra của những người chủ xướng bộ sách là lịch sử phải khách quan, phải viết thế nào cho mọi người chấp nhận. Ngay lập tức, các diễn đàn lịch sử chính trị trên mạng Internet nóng hầm hập vào sự kiện này, xin trích dẫn một số quan điểm như sau. Ngụy là một từ gốc Hán trong tiếng Việt, có nhiều nghĩa tùy thuộc vào văn cảnh và từ ghép của nó. Thông thường, nó có nghĩa là làm cho giống như trong từ ngụy trang, và một nghĩa khác chỉ phần thừa ra, phần không chính thống, không được công nhận, như trong từ ngụy triều, ngụy binh, ngụy quân, ngụy quyền. Tại Việt Nam, có hai từ ngụy đồng âm khác nghĩa, thường được sử dụng trong văn hóa giao tiếp và văn học của người Việt. Một từ ngụy là giả, như ngụy tạo, ngụy quân tử, ngụy trang, ngụy triều, ngụy quyền. Trong chính trị, từ này được dùng để chỉ một triều đình hoặc một chính quyền do soán đoạt mà có, hoặc do quân xâm lược dựng lên để hợp thức hóa cái sự xâm lược, đô hộ và phục vụ cho sự đô hộ xâm lược đó. Còn bản thân chính quyền đó không có thực quyền, thực lực, hữu danh vô thực, không đủ tiêu chuẩn, phẩm chất của một chính quyền hay triều đình đúng nghĩa, mang tính chất bất hợp pháp và không chính danh. Trong lịch sử các nước Đông Á giống như Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam, từ ngụy thường được các lực lượng cầm quyền sử dụng để chỉ những đối thủ chính trị của họ. Thuật ngữ này có cách gọi khác là chính phủ bù nhìn. Tùy theo cách đánh giá và quan điểm cá nhân của mỗi nhà sử học, một chính phủ trong điều kiện một quốc gia bị lực lượng quân đội nước ngoài chiếm đóng có được xem là bù nhìn hay không? Vậy phải chăng việc phủ nhận từ ngụy quân ngụy quyền đối với chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là sự thừa nhận không có thế lực đế quốc Mỹ nào chi phối, tạo dựng lên bộ máy tay sai này mà nó được nhân dân miền Nam dựng lên, ta phải thừa nhận thực thể này không thể gọi là ngụy được sao? Bộ sử mới này phải chăng phủ nhận quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo nhân dân đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào? Thực tế khi đó, Đảng, quân đội và nhân dân Việt Nam xác định rõ chính quyền Sài Gòn không phải là một thực thể ở miền Nam Việt Nam. Đó chỉ là một bộ máy do Mỹ dựng lên, nuôi dưỡng, sử dụng nhằm chiếm đóng miền Nam Việt Nam. Ngay trên bàn đàm phán thời điểm đó, chủ yếu là cuộc đấu giữa chính quyền cụ Hồ và chính phủ Mỹ. Ngọn cờ được quân đội cụ Hồ dương lên là đánh đuổi giặc Mỹ xâm lược và tay sai. Với cách thừa nhận thực thể chính quyền Sài Gòn này, liệu tới đây họ sẽ tiếp tục thừa nhận chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là chính quyền hợp pháp, còn cờ nửa xanh nửa đỏ là cờ phiến quân sao? Bộ sử này phải chăng phủ nhận những người Mỹ, học giả tiến bộ của Mỹ và phương Tây đã có vô khối công trình nghiên cứu, bài viết khách quan về chiến tranh chống Mỹ này, nói rõ quân đội và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là chỉ là con rối của chính phủ Mỹ thời điểm đó. Nay viện sử nước nhà lại thừa nhận chính quyền Sài Gòn còn gọi đó là chính thể cắt đuôi tay sai Mỹ, phải chăng đang đối đầu với giới nghiên cứu lịch sử Mỹ và nhiều học giả thế giới? Với tư duy sử học này, chúng ta lấy một ví dụ, nếu như các nhà sử học Trung Quốc sẽ lập luận thế này thì liệu có cãi được không? Các chế độ Hán Đường Tống Nguyên Minh cũng từng là thực thể trên lãnh thổ Việt Nam, cho nên mình không được gọi bọn nó là bọn xâm lược mà phải tôn trọng, phải viết sao cho mọi người được chấp nhận. Còn khá nhiều bình luận chua cay như phải chăng đây là quà mừng cách mạng tháng 8. Rồi thì một hai đời con cháu nữa, lịch sử sẽ là chúng ta đánh chiếm một quốc gia độc lập. Ý nói quân đội Bắc Việt đã xâm lược chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Không gọi ngụy quân ngụy quyền, thế thì hàng triệu liệt sĩ đã hy sinh vì công cuộc kháng chiến chống Mỹ, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào là vô ích à? Công cuộc chạy tội cho quân bán nước đã hoàn thành. Sao nhìn có vẻ đang học tập theo Ukraine và bọn Đông Âu nhỉ? Sắp tới phải gọi là Ngô Tổng thống nghe chưa các bạn? Cấm gọi là thằng Diệm hay thằng Thiệu nữa. Nếu xét đây là quan điểm của giới văn chương, giới nhân quyền, chính giới Mỹ, một bộ phận có quyền lợi gắn bó với quân đội Việt Nam Cộng Hòa, hay đó là phát biểu của một số chính trị gia, văn bản kêu gọi hòa giải dân tộc, thì có thể hiểu và thông cảm được. Nhưng ở đây là góc độ sử học, trắng đen phải rõ ràng, thì đúng là bộ sử khiến dân chúng lo sợ là hoàn toàn có cơ sở.